Hello, xin chào đại gia đình. Hôm nay cha con Quý Bảo tiếp tục review giới thiệu anh em một số sản phẩm đồ nghề nha anh em. Và anh em cũ thì cũng nhiều, mà đặc biệt thì một số khách hàng mới. Thật ra mình cũng xin nhắc lại cái cách thanh toán của mình nha các bạn, là chuyển khoản và ship code thì tùy các bạn nha các bạn. Đặc biệt những sản phẩm mình bán ra là không bao phí vận chuyển nha anh em. Đó. Bởi vì mình muốn mang tới những sản phẩm giá thành như là hợp lý nhất cho anh em. Đó. Đâm ra là nhìn giá thì anh em cũng đã hiểu rồi ha. Rồi. Giờ trước mắt mình đi tham quan làm vòng những sản phẩm mình có ngày hôm nay nha anh em. Rồi. Đây có gì? Đây có hai chá đèn, hai bộ bóng đèn, chá đèn của Toshiba. Toshiba 300W. 300W. À. Và đặc biệt đây có mấy em bướm chúa, bướm đại bàng, bướm chưa thấy bao giờ, và cũng đã được đưa đi mài bóng bướm chúa. Đây là một cái lạ, và tiếp tục thêm một cái lạ nữa là cái lạ thứ hai cũng chưa thấy bao giờ. Đây thôi, nhìn chứa trước đi nha anh em. Đó, rồi từ từ chiên ngưỡng lên nha, đúng không? Từ từ. Đó, cái gì đây? Đó, cái gì ha? Rồi, đây luôn nè. Rồi, quay mặt đi. Em quay mặt qua cho mấy anh, mấy chị coi em. Đây. Rồi xuống xíu đi, kéo xuống chút. Kéo xuống chút. Rồi, được rồi ba. Để đây. Đây. Lạ lùng. Độc và lạ à. Và tiếp tục là có gì, anh em dòng họ kìm tuốt dây điện, kìm cắt ống nước MCC à, memory à, spare đó, kìm tuốt dây điện Viettel đó, rồi kìm tuốt dây điện đa năng full chức năng. Đây kìm mỏ chim cánh cụt, lạ chưa thấy luôn. Và cái này là mình thấy được lần thứ hai, một cái kìm bonsai nhuyễn nhỏ mũi con phân à. Đó, tiếp theo là cái gì đây, một cái kìm cắt to ba lưỡi luôn anh em ơi, cũng mới thấy ba lưỡi luôn. Còn kế tiếp Mỹ Visiger Mỹ còn 50% thôi nha anh em. Đó. Rồi Phúc ơi, anh tìm cho em được rồi nè Phúc. Đây. Có dây lủng lẳng nè, đó, đúng chưa? Tìm được rồi nha. Một cái lạ nữa nè. Đây. Nhưng mà em nó đang ngủ đông. Em nó đang ngủ đông. Hàm năm chứ em nó chưa hé được. Giống như gấu ngủ đông vậy anh em. Đó. Đó. Này bấm cốt tướng sĩ tượng con tôm lotter đạt chuẩn Việt Ráp đó. Tiếp gì nữa, nhôm MCC cộng lực 300 MCC đầu bụi bãi chưa dọn. Gì đây nữa, đây kìm nhật 20 phân
Kim Mỹ là củ. Răng hai mặt em nó coi. Đó. Mỹ. Mỏ lết. Kỳ. Mỏ lết lạ. Tiếp tục. Bấm cáp. Chưa thấy luôn. Hôm nay sao nhiều cái chưa thấy quý. Dạ. Chưa thấy luôn. Còn nay bữa thấy rồi. Hôm nay có kim cây nữa. Được. Này súng gì là anh em? Súng gì mà điện á, cắt đứt điện dây điện rồi. Đầy đủ đồ chơi. Đó. Đó. Gì đây? Bên mê. Bên mê. Súng. Súng bắn hơi. Súng bắn hơi. Đầu. Đầu này chắc 1 phần 2. Nhôm. Chưa test thử. Cảo C. Cảo C. Cái lớn cái nhỏ. Cha con. Anh em coi lại này đi anh em. Cái này ha. Ha. Lâu lắm mới thấy. Cái coi kỹ kéo đi. Để coi mặt mẻ chưa nè. Đó. Cũng mẻ nè. Mẻ. Có mẻ. Nhưng mà kéo này quá tuyệt chiêu. Đúng không? Rồi. Rìu. Rìu. Rìu có chữ. Cưa. Cưa cán gỗ. Cưa trong cũ. Cán mới. Dao. Rìu. Lưỡi đại. Chữ nhật. Hai bên đều có chữ nhật hết. Ba cháu bốn cháu gì có đầy đủ luôn, nhưng mà toàn bộ mình kiếm cái nào mà có hai lớp thép sao mình không thấy mấy bạn, cho mình nghe anh em review gì lưỡi hai lớp gì đâu mà cả bầy vậy nè, cả bầy mà thấy cái nào có hai 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 lớp thép lên em. Ơi đó này gì đây, này quá bự luôn, nặng này nặng lắm nè anh em ơi. Đó. Không. Đó. Rồi bên đây có gì? À, bên đây mới là đọc lại vui vui vẻ mà. Rồi vui vẻ cái đi. Dít thì có gì đâu vui vẻ quý. Thì biết rồi ba ơi, từ từ ba, từ từ đi để cho ta coi. Đây. Đây là một cái lạ. Chưa thấy bao giờ. Con 28 tuổi con chưa thấy bao giờ, còn ba thấy chưa ba? Tao hả? Tao 52 tuổi tao cũng chưa thấy nữa mày ơi, cái này lạ quá. Đây là một cái vòi nước. Có vô cái sạn đâu thấy. Mày có vô mày? Mà hỏi kỳ quá. Đây. Đó, một cái vòi. Giống như vòi tắm vậy anh em. Dặn vòi nè. Đó. Mới lạ. Thép không rỉ. Không lụm mày luôn, lụm vậy luôn mày, giữ ốc hẹp, giữ ốc, giữ ống trong trong góc hẹp, nói cho nó rõ ràng chút. Memory gia băng đinh 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 3,5 phân quà tặng. Con này để gạt thần thuốc thôi chứ có gì đâu ba, cũng hay mày chống đồng ngoài giỡn con. Đây. Đây là cái gì đây? Đó. Đồ trà. Trà cước mới. Hai cái mới. Đó. Hai cái mới. Đây đây đi. Đó, rớt ba. Thì tay tao già tao rung rớt có sao đâu mày. Đây. Đó. Ba cái cước luôn. Anh nào thích tặng thêm cái chải nữa. Đó, đồ bên đây là đồ đồ full thùng nha anh em. Đồ hàng 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 mới, hàng full thùng nha. Đó. Mới à.
đây là hàng mới, đây trong bao chưa lấy ra luôn, dũa ý lưỡi lưỡi gì lưỡi khoan gỗ, cái này chắc 12 phân nè, hai cây, một bịch lưỡi cưa, ba cây dùi. Ba cây dùi này tôi có một em bị chấn thương vai, nhớ rồi, ba cây dùi, hai cây đẹp, một em bị chấn thương vai, nhớ rồi. Ở đây có gì nữa, gì trong hộp đây, móc khóa, móc khóa đa năng, hộp luôn. Rồi cái này mới ghê nè anh em, này mới ghê nè, thấy gì chưa, đó nguyên bộ đóng đóng lỗ bạc anh em, đó có cử có đồ có dao độ đóng luôn nè, nguyên bộ chưa khui luôn đó, ghê không đó. Vậy đi còn gì đây, đây là cái gì à, cho thôi, cưa lưỡi, lưỡi cưa lọng, lưỡi cưa lọng, đá mài mini, bữa đó bự nay có được mini nè, đó, đó. Thước, thước hai phân là có gì là căng thủy, rồi mấy này thôi đừng có review ơi, rồi tiếp đây có gì, rồi lấy lực, đổ chiều gật gù, này gì đây, Mitsuyoto, Japan, MCC, này đẹp, đẹp, chế cháo được, không ai lấy mình lấy mình làm nâng thể lực lên để review hàng được không, khỏi mỗi tay đang tính vậy đó. Đây mini nhỏ kéo lạ, này là cái dùi nha anh em, mở ra còn ở trong nữa nha, trời ơi lạ đẹp, không có bỏ được gì hết trơn á. Đây là đó, giữa gỗ hai đầu đồng, cái này có móc câu, cái này mấy anh em mà may giày da là may banh đều là cần một cái này nha, đúng không, móc dĩ lên nè, gị nè, Mitsuyoto, hai cái Mitsuyoto luôn đó, cái này bán 300 bị anh kia lấy về tháo bỏ, kệ anh ơi, từ từ mua cái khác ha, có cái Mitsuyoto mới hơn nè, đầy đủ ốc bát nè, nó thước thẳng hàng xuất, gì đây đục rồi đó, cũng có công vũ của anh em ha, được đi vui đó. Qua đây có gì, qua đây có cái để nhìn đời đây, rồi đặc biệt cũng đã tiễn được cặp em đèn dầu của Pháp đi rồi anh em đó, đặt một em đèn dầu của Pháp đi, và cái thứ hai là cái này cũng rất là hay nè anh em, đây cái này đây, anh kia anh làm lẹ quá, bu ly đây là đá mài nè anh em đó, đá mài 8 phân, ở đây có cử đưa qua đưa lại, gật gù lên xuống, đi qua đi lại, mài lưỡi dũa, ý mài lưỡi bào, xin lỗi nha, mài lưỡi bào, có thể tháo bung ra tất cả, tháo rời ra, ở đây ốc ác không tháo ra được hết luôn, thấy anh em, rồi đưa em tiễn lên đường rồi, sáu sĩ, trong Sài Gòn mình kêu sáu sĩ, ở miền Tây kêu 600, vậy đi nha, đó, ở đây có gì, búa, đầu búa, cán búa, kính thưa các loại búa, búa, kia có gì, cảo C, cảo F, anh em cha con dòng họ luôn, đây kìm hàng,
kiểm hàng nhanh đầy đủ full size, lưỡi cuốc lưỡi cài, nón bảo hiểm, đây là gì ta, đây là mũi hàng, còn cái cây này là bữa Mai Tư Quốc tặng mình đó bạn, đó tặng mình đó. Tặng mình nè, nói anh già rồi. Thôi, lấy cái này để ví dụ như chống gậy hoặc là cũng tăng trộm gì cũng được. Đúng hay. Rồi, lấy đi. Đó, như thế này nè. Bỏ cái chi về là phơi đồ của đứa nam, đúng không? Tời mini. Bấm ghim. Cưa sắt mini, cảo, khoan lệch tâm, đây khoan lệch tâm, biết ở đây là nguyên một phường xã luôn, kéo các cành các chồi, quay sệ quay lệch quay ngang có đầy đủ, đúc không đúc có hết, đây mài không mài có luôn, bơm hàng sức có luôn, đây này là gì đây, thước một tấc, cân 4 kg. Thôi hả, vậy thôi, vậy biết hả, được rồi năm ha. Rồi bắt đầu mình lấy 10 sản phẩm trong 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 lô hàng này ra mình review anh em coi nha anh em. Rồi cảm ơn anh em ha anh em. Không để anh em chờ lâu, mình tập trung vào chuyên môn nha anh em. Hello. When the smoke go in down. Khi khói thuốc tàn, tôi sẽ hành động. Đọc lá ná nha mọi người. Đọc lá ná nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi số 51 của Quý Bảo hôm nay có cái gì? 51 gồm hai cái kìm cắt ống nước, một cái MCC, một cái MCC và của Nhật, và một cái của thằng Memory của Mỹ. 51A Memory của Mỹ. Cắt ống 42. Răng hàm mặt em nó. Răng hàm mặt em nó, lưỡi không mẻ. Nước sơn còn 70%. USA đạt chuẩn. USA Memory đạt chuẩn. Tách thử mọi người coi nha mọi người. Giòn á. Cũng bị giòn á mọi người. Rồi ha. Tham quan là cây Memory của Mỹ nha mọi người. Đây lưỡi có nhâm nhâm ha. Lưỡi còn đẹp chưa mài, lưỡi zin. Đây bị nhâm đây, chút đây, đây đỡ chứ đứng đây ha người ha, sáng sủa. 3% bụi bãi, 30% bụi bãi. Một cây Memory cắt ống nước cho mọi người. Rồi cây này có cái giá là 51A, 51A có giá là 270.000 nha mọi người. Đây 51A có giá 270.000, một cây Mori của Mỹ. Và tiếp theo
Tiếp theo là một thằng, một em MCC của Nhật, màu đỏ bạc đô, màu đỏ còn nhiều, răng hàm mặt em nó zin, chưa mài chưa mẻ. Cái này cắt ống 27 nha mọi người. Đây, rồi ít thử ha. Đấy mọi người ha. Rồi hai cây 51B có hai cây cắt ống nước MCC và thằng Mercury, hai cái. Rồi 52 của mình có cái gì? Một mặt hàng quen thuộc, một cái bấm ghim mát. Đây, một cái bấm ghim mát. Cái này là mình cũng review nhiều rồi nha anh em. Đây giờ mình test thử cho anh em coi. Giá 220. Đi kèm theo nó là một hộp ghim nha anh em. Đây, đi kèm theo nó là một hộp ghim 220. Rồi test thử cho anh em coi. Đây, đây. Rồi anh em coi mẫu đi nha anh em. 30% bụi bãi, còn 70%. Đây, xét, không có thời gian chùi rửa nhiều mọi người. Đây cũng còn xét nè. Đó, nhưng mà đây là bấm rất là ngon. Cái này lau chùi hết mọi người ha. Đây, rồi cũng vui làm này. Mấy anh ở miền Tây mấy anh nói chứ trời ơi, nghe nói chuyện vui được vui. Rồi anh biết tôi ở kho xăng Bình Long à, anh mà kêu tôi vui tôi nổ là phải văng mẫu tới luôn á. Tôi kho đạn Bình Long mà vậy đi nha, vui phải không? À, vui làm tới luôn á. Rồi 52 220. Rồi 53 mình có gì? Có gì là ký cái giò. 53 của mình, 53A của mình là một cái kìm, có hai cái kìm. Một cái kìm Vietcell của Nhật. Một cái kìm Honda. Này thường thường thấy của Mỹ nha mọi người. Đó. Rồi. 53A trước đi. Coi mẫu mã em nó. Răng hàm mặt em nói coi. Đây, chân tay em nói liền lạc, đằng sau có chuẩn, có chuẩn ISO 9002, đạt chuẩn Việt Ráp. Răng hàm mặt em nói coi, chưa vệ sinh nhiều. Đó, răng em nó này mở được răng to nha mọi người, mở được tới bốn loại mọi người ha. Đây mình răng em đi. Đó, chưa chà mấy mọi người ơi, này chà đỉnh bóng lắm nhưng phải chịu thôi, chà thì làm sao đi lấy đồ. Cũng có trà nhưng mà sơ sơ anh em ơi. Rồi test thử anh em coi nha. Đây, đây nè ha, ngọt ha, cái nữa nha ha, ngọt ha, không cái nữa à. Rồi rồi xong rồi, một cái kìm Vietcell của Nhật giá 240.000, xe của Nhật giá 240.000. 53A, 53B
53 cây là một cái kềm Honda. Honda đây, kềm này mình thích xài kềm này mấy bạn, dễ xài, có khóa nha anh em, có khóa nha. Đây rồi, test thử đơn giản nhẹ nhàng, đây nhẹ nhàng như đứa nàng đi học, đơn sơ mà lộng lẫy. Rồi xong, 53B 140k, có nhiều anh em họ kêu chứ nói chuyện vui, nói chuyện nữa đi, bây giờ anh em thích nghe gì, tình yêu đôi lứa, hôn nhân gia đình, hay là sức khỏe và đời sống ha. À, rồi 53 54 mình có gì, 54 53 54 mình có hai cái thước kẹp của Mitsuyoto. Cái A trước đi, cái A 54 450k, đây Mitsuyoto Martin Japan, số rõ mọi người ha. Đây đây, đây mắt sẽ bằng mọi người ha. Rồi cái này ốc ác còn liền lạc hàm nó coi tiền hết em. À, thì lạc ha. Đó. Ừ, kéo ra để vô lại, thì lạc ha anh em, đúng không? Rồi rồi mặt sau ơi, đây mặt sau đây nè, ốc ác còn đầy đủ nha anh em, đây còn đẹp, còn mướt luôn á, đẹp á ha. Rồi cái này có giá 450k, 54 A 54B là một cây Mitsuyoto cũng 15 phân. Cái này thì bị mất ốc rồi mọi người, mất ốc đây, đây mất ốc, còn cái này là cạo được nha mọi người. Đây Mitsuyoto cho mọi người ha, tôi đang hàm mặt em nó ơi. Không có gì, không có gì mọi người ha. Rồi đây ha, đây đầu nhọn này nó không phải không có bị luôn nha mọi người, không bị gì hết á. Đây coi đi mọi người, sát ha, sát ha, đó này bị mất ốc thôi, coi cái màn hình này, cái mặt số nè mọi người, đây đạt chuẩn mặt sau,
rồi ha, hai cây ha, 54A 450, 54B 300.000, hai cây thước kẹp Mitsuyoto. 55 mình có gì? Năm lăm mình có mớ kìa, đây năm lăm mình có mớ kìm. 55A của mình là cái gì? 55A của mình là một cái kìm cắt cáp. Đây chân hàm mặt em nói đây, một cái kìm cắt cáp hiệu mát đây, cổ Niguso, Nigusotu, nghe cái tiếng là biết Nhật mọi người ha, nghe tiếng biết Nhật mọi người ha. Bảo bữa ba nói con coi cho ba cái coi cho ba coi tìm cái chỗ mà bên Nhật cho ba, mốt ba đi ba du lịch bữa coi tao đọc mày biết tao tiếng Nhật đi à mày, coi chỗ nào du lịch được mày chỉ tao đi với mày. Nói như vậy ba đi núi Phú Sĩ đi ba, mày giỡn mày, tao qua tới bển không kịp đã đông à, có còn chỗ nào khác không, có chỗ nào hay hay hơn cái chỗ đó không, kêu tao đi núi Phú Sĩ không kịp đã đông à, rồi để con coi cái ba chữ từ từ nú sĩ bạn chịu đi phải không, vậy đi cung điện hoàng gia đi, cung điện hoàng gia bao bọc bởi vua anh đào, cung điện là nơi Nhật hoàng cư trú, là một trong những biểu tượng của đất nước Nhật Bản. Đây là một đất nước thu nhỏ với diện tích 2.000 2 triệu mét vuông, một không gian yên bình xuất hiện cạnh Masikuchi, một khu vực náo nhiệt cho du khách tò mò. Còn đâu nữa không con? Còn ba tháp truyền hình Tokyo, Tokyo Kaichi là một tháp phát sóng được xây dựng vào năm 1912. Cao với mày? Dạ, nó cao hơn tòa nhà của Tokyo nữa ba. Cao hơn tòa tháp Tokyo luôn. Dưới chân truyền hình là một khu mua sắm sầm uất Soramachi với hàng loạt khu mua sắm và khu vui chơi, vì thế du khách và nhân dân địa phương rất thích đến nơi này và nhất vào buổi sáng để chi vậy ba, thì để coi núi Phú Sĩ vậy ha. Mày thôi được rồi, thôi được hai chỗ đó được rồi, review tiếp đi con ơi. Dạ năm lăm mà của mình là 200.000 nha mọi người, cũng được ha, kêu nó chỉ đi nó tìm mình đi móc đi ạ. Chứ Phú Sĩ là không được đâu, đi qua bển không kịp đã đông luôn con. Rồi cây cắt cáp giá 200k, có bề dài nó nhiêu, bề dài nó nhiêu, bề dài của nó là 25 mọi người đó, kiểu dáng lạ mới thấy lần đầu coi anh em đó. Rồi cây thứ nhất 55A 200k. Cây thứ hai 55B đâu? 55B. 55B là một cây cắt cắt đai. Cắt đai. Cắt kiện, đai kiện mọi người. Muốn cắt đai, cắt đai, muốn cắt tôn, cắt tôn à. Nhưng mà cái này để cắt đai á mọi người. Đó. Đây. Đây. Này nó có cái dao phụ nè người. Đó, để khi mình cắt cái đai á, rồi cái đai nó bung ra đó là có cái dao nó giữ lại. Mình nghĩ vậy không biết đúng không? Hên xui. Hên xui đi nha. Đó, lạ lắm. Lạ lắm, có ốc tung đơ. Tăng đơ. Đó. Được chưa? Đó. Rồi. Cái review sơ thôi ba ơi,
cái này khổ lắm mà lo gì. Rồi ha, cái này để cắt đai nè mọi người, dày lắm nha, dày lắm, đây để lo luôn. Cái bề dày dưới nó là nhiêu, bề dày dưới đó là một phân nè mọi người, một phân mốt luôn á, đây nè, đó. Còn cái lưỡi trên nó 6 ly, lưỡi trên nó 6 ly, cái bề dài lưỡi, cái bề dài lưỡi nó 3 phân rưỡi, nó rồi. Cây thứ hai, cây thứ hai 55B, 250k, 250k, 55C là một con chim cánh cụt, kìm lạ, chưa lau chùi, không chữ nghĩa, răng hàm mặt em nó kỳ quá, mới thấy lần đầu, nó xước xéo qua một bên, đây, nó có một bên một à, đây, láng trơn mịn màng, bên đây cũng vậy, xéo đường xéo rảnh một mà mọi người thấy không, đó, đó, cái thật sự chưa chà mọi người, đây là các ốc ốc gãy rồi nè, các nè, đó mọi người, đó, các ốc gãy gì nè, các tôn các kẽm rồi nè mọi người, đó, rồi cái này dài nhiêu, cây này em nói là 21 phân, 20 phân rưỡi cho mọi người, rồi 55C có giá 160.000 cho cây một cây kìm nguội lạ, cho một cây kìm nguội lạ 55C. Rồi 55B mình có gì? Cái gì vậy? Rồi cái D, 55D, 55D là một cái kìm bồi rô có lò xo trợ lực, cán cũ có lò xo trợ lực, hàm bự xưa cổ có lò xo nha mọi người, đó đó, hàm ra bự ngàm em nói vậy, này chắc mở ống nước rồi mọi người, đây có ốc nè, đây có loài hai ngóc nè, không biết chế hay là zin nó vậy, mình cái đó mình không biết ha, đây nó có chất lỗi, chắc có ốc của nó rồi, đây có ốc hả mọi người, đây có lỗ chắc có ốc rồi, đây vậy. Rồi cây này có gì không, có tên tuổi gì không đây? Rồi em này thất học, cây này có cái giá 200.000 nha mọi người, nó cán cũ. Cây này là coi như là còn 50% đây, nhưng mà đặc sắc là 50% bụi bãi. 55D, 55D xong rồi tới 55 gì D E E là cây bấm cốt, cây bấm cốt nó bấm từ 1.25 tới 2.5 rưỡi 8 chấm, SK 15, tướng sĩ tượng, xe pháo ngựa luôn, vừa tướng sĩ tượng vừa xe pháo ngựa luôn, đạt chuẩn ISO 9002, tôm càng, Lotte, cái này hoạt động sao bi, bảo, dạ để con coi ba, bóp vô, rồi ra, đẩy vô. Bóp vô, rồi ra, đẩy vô, hết cỡ rồi, bóp vô nha mọi người, đẩy ra, rồi xong. Một cây kìm bấm cốt 55E, giá 250k, em này là còn 30% bụi bãi, 30% bụi bãi, nước xi còn xanh, cán hơi dơ, chưa lau chùi,
Thông cảm đi anh em ơi. Rồi tiếp theo là cái gì? Ép một cây bấm mốt, bấm cốt mini. Đây lạ lùng, bấm cốt mini. Hồi trưa này tưởng nó ngủ đông. Nó sao, ủa sao cây này mới quá mà sao nó không hé răng nè, ngủ đông. Nhưng mà không phải vậy, nó cũng giống như cây cốt, như bấm cốt lớn vậy thôi. Đó. Đạt chuẩn. À, đạt chuẩn. Cô bio. Đây lạ lắm mọi người, thấy không? Để coi bề dày nó nhiêu. Bề dày em nó có 10-17 phân mọi người. Như kéo cắt cành thôi. Là bấm cốt nha. Đó, lạ lắm. Tưởng ngủ đông nhưng không phải. Bóp mạnh vô, bung ra. Thấy không? Bung ra. Đây. Rồi, bóp vô. Rồi, hết kêu rồi, bóp mạnh vô. Bung ra. Ha. Tưởng ngủ đông nhưng không phải. Giờ mới biết. Đây, lò xo đồ kêu rét rét mọi người. Ha. Đó, lò xo kêu rét rét mọi người ha. Hơi tối ha. Tối rồi gặp cơ sở làm cái bên ồn nữa. Tại vì nãy giờ nói khan tiếng luôn. Đó. Rồi. Cây 55E 200 ngàn nha mọi người. Rồi. 55E 55H là một cây cổ. Một lớp cổ. Đó. Mới cổ cũ còn 50% cũ cổ cán gỗ đó. Cây này bữa mình cũng có một cái rồi. Cái này đo cái dài nhiêu nè, anh nào biết cũng mua rồi còn gì nữa. Hai tấc nha mọi người, anh nào sưu tầm hoặc là biết thì mới mua thôi. Rồi vậy đi ha. Năm mươi lăm h của mình là 320 ngàn nha mọi người. Dạ, năm mươi lăm g của mình là cái gì? Là một cái kìm Mỹ, một cái kìm bấm Mỹ Winsel g, còn 50% bụi bãi cũ. Nhưng được cái VCG của Mỹ, kìm bấm khó gặp. Đây, cũ nha mọi người. Còn 50% bụi bãi. Đó. VCG nè mọi người, đây. À. VCG. Cho một ly cà phê đá bàn số 1 đi bà ơi. Đó. Rồi. Cái này còn 50% thôi nha mọi người. Giá 350.000 của Mỹ. Có giá trị siêu tầm. Có giá trị siêu tầm. 350k. Em này chắc bây giờ chắc 20 quá. Loại chung. Rồi. Coi như là tới ngóc là 20 đúng luôn á mọi người. Mọi người nhìn kỹ trước khi xuống sát nha mọi người. Nhìn kỹ đi, cái này phải điều bị kiệt còn 50% thôi. Đó, review cái này kỹ để anh em. Đây, mở đây. Hơi nặng ha. Để qua đây. Nè mọi người. Rồi. Đây. À. Rồi, thấy không? Chính cấp. Rồi. Mấy mối gì không? Cũ nha anh em. Còn 50% thôi nha. Có giá trị siêu tầm thôi nha. Đây. Rồi. 55 xong rồi nha mọi người. Giờ 56 mình có gì?
56 mình canh chồi bướm nha mọi người, canh chồi và bướm. Bướm cảm ơn bà xã nha bà xã. Đằng sau người đàn ông bày hầy có người phụ nữ gọn gàng vậy đi, thích dọn chứ không thích dẹp. Rồi ba cành hai chồi ba bướm đây. Ba cành hai chồi ba bướm, cành trước nha anh em. Rồi cành cây này là cây 56 a, là một cây sấy đại sấy lớn, dốt học không chữ, không có chữ sấy đại nha mọi người. Dạ kéo ra được, đã được đi mài đây, đã được mài đẹp bén ngọt, cắt thử mọi người coi nha. Đây ngọt thế nữa, ngọt rồi. Cây này 56A có giá 300k, rồi đã được bài bén nha mọi người. Đó kháng hơi cũ ha, về lau chùa sáng giới thôi. Rồi một cây, cây thứ hai là một em nam vai xuôi đúc liền mặt chữ điền. Một em nam vai xuôi đúc liền mặt chữ điền, ca đã quá ngắn, có học đầy đủ, có học có chữ có mộc, lưỡi chưa mài zin. Lò xo đẹp, caravat đẹp, đều hai vai đều. Rồi test thử cho anh em, cái này là xây ngắn nè, cái này coi nó nhiêu, cái này nó 18 phân, coi như là cái này chưa mài nha mọi người. Đó zin chưa mài, cắt thử ngọt mọi người ha, ngọt. Rồi 56B 320k thấy mọi người ha. Rồi 56C cành, mọi người chốt cái nào ví dụ cành là nhắn cành nha mọi người, chồi nhắn chồi mà đừng nhắn chồi nhắn cành, mà cành nhắn chồi nhắn bướm là chết mình luôn nha mọi người, trốn luôn á, trốn thiệt luôn á. Rồi một cây mini, cây xây nhỏ, lưỡi đã được mài đẹp, đánh bóng đẹp, có chữ nghĩa đầy đủ, có học, lò xo móc còn đầy đủ, xây nhỏ. Cái này giá 300k nha mọi người, cái này mài rồi 300k, ta thử luôn. Ngọt rồi, để ra cắt cái chồi coi. Rồi tiếp theo 56C là 300k nha mọi người. Cành nhớ chốt cành, chồi chốt chồi nha mọi người. Đây và hai em, một em vai xuôi và một em vai lệch, hai nàng đổng đảnh làm trước em vai lệch trước đi. Em vai lệch thì cán này cũ rồi, chưa lau chùi, lưỡi mài mới đẹp, chữ nhật, hai vai lệch, caraquat ngắn,
calawatt ngắn, còn khóa chữ đây mọi người, đây lưỡi mai này mọi người, đó. Rồi test thử ha, trời trời trời, rồi một cái trời 56A 270K cho cái chòi này nha mọi người, đã mài rồi, còn cái này còn riêng chưa mài 230.000, còn riêng chưa mài. Em này thì sao, em này thì ARS, cái hiệu ARS mọi người, ARS thường thường là của Nhật ha, có phải không, đúng vậy, made in Japan, made in Japan nè mọi người, cây này lưỡi riêng chưa mài ha, không mẻ, lưỡi zin chưa mài không mẻ, hai vai đều phụ kiện kèm theo nơ, phụ kiện em nó kèm theo là nơ, rồi ARS test thử cho mọi người, ngọt rồi hai cây, và bây giờ tới ba cây bướm chúa, cây A trước, cây A 56A 250K cho cây kéo qua cái bướm này mọi người, đây nó dài nha, nó dài là cái cá này là loại cá bự nha mọi người. Đây mấy cái cán nhỏ đây, lấy cho mọi người coi. Đây. Đây cán bướm là cán nhỏ mọi người ha. Đây. Cái bướm thường thường là cán nhỏ, còn cái này là cán chất lượng nha. Để dễ nhìn. Đây. Đây có chữ Nhật nè. 6 chữ luôn. Đây. Ha. Và kéo này mình cũng đã mài rồi hả mọi người ha. Cây này nặng dài kiểu dáng lạ, cái này là lớn nha mọi người. Rồi coi cái, test thử cái này coi, ngọt một cây 56A 250.000 cho cây bướm này nha mọi người, 56B là một con bướm chúa dốt học, bướm chúa dốt học mà vẫn thích đầu tư, bởi vì sao, bởi vì cái lưỡi nó quá bự, cái bề lưỡi nó nhiều, cái bề lưỡi của nó là 6 ly cho cái lưỡi này đó. Nhìn cái lưỡi của bướm nhỏ đi nha mọi người. Mọi người nhìn cái bướm nhỏ đi, rồi nhìn cái bướm bự nha, để dễ nhìn. Đây. Đó, tại sao nó là vậy đó. Đây bướm nhỏ nè, thường thấy nè. Còn bướm bự nè. Đó. Sao? Đúng chưa? Bướm này bướm chúa mà. Đó vậy nha anh em. Đó. Không có chữ nha anh em. Nhưng mà mới đẹp nha. Đó. 90%. Rồi 56B là 250K, rồi 56C là con bướm chúa, bướm lạ, cây này cho mình thơm xíu nha anh em, 56C 350K cho cây này, cái nào phải xinh là nói xinh nè, nó lạ mà đúng không, đây chữ lưỡi mài thôi, nói xấu chứ đi, lưỡi mẻ nhâm nè, mẻ trước nè, nhâm hai bên đó, cây thì kiểu dáng này anh em nhìn đi đó,
chữ nhật. Ở đây chữ nhật, đây chữ nhật, hai mặt luôn. Kiểu dáng này lạ không? Chiêm ngưỡng đi Nam, chưa có lau chùi vậy luôn á, cái lạ để vậy thôi. Đây đây đó rồi ha, 56 C của mình 350.000 nha mọi người, 350.000 cho cái kéo này rất lạ. Rồi 56 xong rồi, giờ tới 57. 56 sau lưng người đàn ông bày hày, có người phụ nữ gọn gàng, đó là bà xã mình. Cảm ơn bà xã. Đây mình có 5 cây diều, 57 4 cây à, 4 cây, 4 cây làm 4 cây A B C D. A trước, A trước. Con này nó nặng, con này nó nặng 1 kg đúng, này nặng 1 kg đúng, mình chưa có lau chùi nha mọi người, nặng 1 kg đúng. Đo bề dày nó có nhiêu đã, bề dày nguyên cây nó là 36 nè, cái lưỡi của nó là 20, dài 36, lưỡi của nó này bề lưỡi nó là 20 nè mọi người, cái bề ngang này của nó là 5 phân rưỡi, 5 phân rưỡi. Rồi coi cái hàm nó, coi cái này nó nhiêu, nó 9 ly mọi người, 9 ly á mọi người ha. Cái này chưa mài, chưa mài dày lưỡi, lưỡi 2-3 gân như nè, nhưng mà không không có là 2-3 thép đâu nha mọi người, không có thấy cái dấu hiệu gì của hai lớp thép hết mọi người ha. Thật sự cũng chưa mài, chưa bánh móng sơ sơ thôi, chưa làm nhiều đó, nặng đó anh em nhìn đi, nặng. Cái này không có chữ nha anh em, cái này không có chữ đó. 480k cho cái rìu này, cán xấu rồi, cán xấu đó, nút đồng. Rồi một cây A B, B B là một cây rìu đi rừng. Cây này thì cái này cũng không có chữ, tiêu đi rừng, lưỡi có hơi nhăm nhăm đó, cán xấu. Này đánh bóng là cũng bóng lưỡng mọi người đúng không? Rồi đó, bây giờ các em nói nhiêu, bây giờ tới cán là 38 rồi mọi người, lưỡi cán bề dài của nó là 13 rưỡi nha mọi người. Rồi cái miệng nè, cái này của nó 5 phân rưỡi nè, 6 phân, 5 phân rưỡi nha mọi người, 6 phân ha. Rồi cái này ra được nhiêu, cái này nó là 8 ly đó mọi người ha, 8 ly. Rồi hai cây coi đi người, cái này không chữ nha anh em, vừa tầm tay không, cái này cầm vừa tầm tay á không, cán sụp xịt à, cắt xịt nè mọi người. Rồi hai cây, mà sao nhiều anh không không thích lấy cán, cứ mua xong rồi kêu mình lấy bỏ cán là sao mình không hiểu nữa.
Còn 57C của mình có gì? Cũng một cây điều đi rừng. Cây điều đi rừng, cây này dài nhiêu? Cây này dài 46 nha mọi người. Cái lưỡi của nó là 10 19 rưỡi ha. Cái lưỡi nó 19 rưỡi. Cái chỗ cao nhất lớn nhất của nó là 5 phân rưỡi, 5 phân 2. Chỗ nhỏ nó 4 phân. Đây là 4 phân. Ha. Cái bề dày lưỡi của nó nhiêu? Bề dày lưỡi chỗ cao nhất của nó là 1 phân. Chỗ nhỏ nhất của nó là 5 ly, có nghĩa là nó giót giót từ từ vô ha mọi người. Đó, đầu nặng mà ở giữa nhẹ đó. Cây này là để 4 lần rưỡi nè. Đó. Có vân gì không? Mình nghĩ chắc chưa mài chứ không có vân gì đâu. Chưa đánh bóng thôi chứ không có vân gì hết trơn á. Thấy mọi người. Rồi. Bên đây. Hàng chữ tứ sĩ tượng. Đây. Hàng chữ 6 chữ luôn, 7 chữ luôn ha. Rồi. 7 chữ. Rồi cây 57, 57C của mình. 480k, 480k cho 7C nha mọi người. Rồi. 57D của mình là một cây mini. Đi rừng mini. Dốt học. 150k. Nhỏ mini. Đó. 150k. Có rảnh. 6 cán 6. Này về làm cán lợn em. Đúng không? Đẹp vậy. 150.000. Mini bao nhiêu? Này bị dài nguyên cây của nó là 30. Cái lưỡi của nó là dài 14 phân. Bị ngang lưỡi đầu này của nó là 3 phân 7. Ở đây là 3 phân 2 ha mọi người. Rồi. Một cây rìu mini 150.000. 57D 150.000. Rồi 4 cây. 58 của mình là gì? Một mớ đồ lặt vặt. Linh tinh. Năm tám đồ của mình là một mớ đồ linh tinh. Rồi, 58 đồ mình có mấy món ở đây. 58A của mình có gì? 58A của mình có 3 cái 58A của mình có 3 cái đánh cước. Đây, của Nhật. Hàng nội địa Nhật. Đây mọi người coi đi, đánh cước nha. Này là đánh cước loại lớn nha mọi người. Mới chưa sử dụng. Có bụi bãi, da băng. Đây. Da băng một cái thứ hai mới chưa sử dụng, made in Germany, Đức, một cái của Đức, một cái của Nhật, hai cái, một cái của Đức, cái của Nhật, một cái thứ ba, đây đánh cước nhuyễn. Nhuyễn. Cái này của nước nào? Cái này là Hitachi. Hitachi là Nhật rồi. Này của Hitachi nè anh em. Hai Nhật một Mỹ. Hai Nhật một Đức. Hai Nhật một Đức. Cho ba cái đầu đánh cước. Và cái số 4 là một cái chải cước. Này. Này thì không thấy chữ nghĩa nhưng mà cũng tưởng tượng không mọi người, tìm chữ Trung Quốc không ra. Rồi xong. 58A 220.000 nha mọi người, cho ba cái đầu đánh cước và một cái chổi đánh cước ha, 4 cái. 58A, 58B, 58B,
58B 150.000. Thấy nó như vậy. Đó. 150.000 là một cây thước thủy một tấc. Thước thủy một tấc. 58B. Hiệu. Hiệu đây mọi người. Đó. Hiệu. Đây có hết nha mọi người. Đó. Bên đây. 0 0.5. Rồi, đặc biệt có cái cọng dây này luôn. Đây. Được chơi thứ gốc hay gì đó. Em mọi người. Ha. Rồi, cây này có giá 150k nha mọi người. Này là BC. C là cũng là một cái thước. Cái thước 2 m 150 ngàn. Một cái thước 2 m 150 ngàn. 2 m có cân. Có thước thủy lực. Đây. Có cân thủy chứ. Mọi người ha. Rồi, thước coi sao. Đẹp. Đẹp không mọi người. Đó. Coi mặt kia coi. Đẹp không mọi người. Rồi. Cái này 150 ngàn nhé nè. 58C 150 ngàn. 150 ngàn. 58C. 58D là gì? 158D của mình là gì? Là một bộ bắt nút ở ở bạc đó mọi người. Mấy cái bạc á mình bắt khoen nè. Có đồ đục luôn nè. Có đục nè. Đó. Có đồ tán khoen nè, có khoen sẵn luôn nè, trong hộp của full thùng nha. Hàng này hàng Đài Loan xuất Nhật nha mọi người. Hàng này là hàng Đài Loan xuất Nhật ha. Đây. Đài Loan xuất Nhật. Coi như là này giờ mình lấy búa mình đóng trước nè. Đó. Đóng trước. Thấy không? Có dấu có sẵn nè. Đó. Có tán sẵn luôn nha anh em. Có đồ đục nè. Thấy không? 250 ngàn cho bộ này nha anh em. Nha. 58D 250 ngàn. E là hai cái mũi khoan còn mới. Có bụi bãi nhưng còn mới, chưa xài. Đây. À, rút ra vậy không muốn rút là nữa mọi người đó, sáng giới chưa xài hai người ha. Để coi có bao nhiêu. Cái này là cái đuôi này đóng là cái đuôi 8 ly nha mọi người, 7 8 ly nha. Rồi, cái này là nhiêu? Mũi khoan gỗ có đồng tâm. Cái này là một phân 7 1 phân 8 mọi người ha. 7 phân 8 á, hai mũi 250k cho hai mũi mới nha mọi người. Đây, trùng hợp luôn. 58E 250k. Và 58F của mình là gì? 58F của mình là một cái dồi. Dồi nước. Lạ, chưa thấy bao giờ. Lạ. Đây. Dồi thì đây. Cái này là không không phải lấy tắm rồi. Tắm rồi sao tắt nước rồi. Tắt nước rồi sao? Ướt tiếp hay sao? Cái này mình nghĩ là một cái dồi để sàn nước mọi người. Đó, mà kiểu dáng lạ. Vậy hả? Xiết vô ha. Đó. Sàn nước thì có thể được. Chứ còn tắm là không được. Thấy không? Sàn nước. Đó. Cái này còn mới mới chuẩn Nhật luôn, có chuẩn Nhật luôn mọi người. Đây. Đạt chuẩn Việt Gáp luôn. Đó. Mới. Chưa thấy bao giờ luôn mọi người. Lạ lắm á. Rồi.
Cây này là 58E, 250k. Còn ron của Nhật luôn. Vậy đi nha. 58, 59 có gì nữa đây? Năm chín mình có hai, có cái cả bạc đạn, cặp chữ S, cặp chữ S và một cái C 59, ba món. Nói chung là giờ là đã nghỉ Tết rồi anh em, đúng không? Ăn Tết là giờ là mười mấy rồi, coi như là nghỉ Tết rồi, đúng không? Thì giờ mình nói sơ sơ về chút về sức khỏe nha anh em. Cái này cũng 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 muốn nói chút xíu cho anh em biết. Nhiều khi anh em nhưng nó chỉ là bốn từ thôi. Nó chỉ bốn từ, gói gọn cho bốn từ thôi. Để mình hỏi coi như trong đây bao nhiêu người biết được cái từ đó. Bolic. Hai từ. Bolic. Và thêm hai từ nữa. Bảo hiểm. Chỉ gói gọn cho bốn từ đó thôi. Anh em cảm thấy bao nhiêu người biết được bốn cái từ đó, hai từ bolix đó. Chứ mình năm nay mình 52 tuổi, mình ở thành phố, năm nay mình 52 tuổi mình mới biết cái đó một năm này thôi. Và đặc biệt là anh em chú bác nào á mà ăn nhậu nhiều á mà sau khi mà ăn nhậu xong á mà có triệu chứng đi ngoài mà khác lạ đó, thì tốt nhất là anh em mình nên đi. Bởi vì nếu mà cái đó nếu mà mình phát hiện sớm thì nó chỉ là một tiểu phẫu nhỏ thôi, cái bullet đó, nó chỉ là một tiểu phẫu nhỏ thôi, nó chỉ chừng 20-30 mm nhỏ thôi, nó là một tiểu phẫu. Khi mà mình biết mình làm thì nó chỉ có 3 thùng bia thôi anh em, trên dưới 1 triệu bạc thôi đó, hai cái từ bullet đó. Nếu như mình biết thì mình có thể mình tránh được, và khi mình đã trị thì nó chỉ trên dưới 1 triệu bạc thôi đó. Mà theo thống kê của mình á, theo thống kê của mình á, cứ 15 phút đó, ở chợ rẫy là có bốn bốn ca ở chợ rẫy có 4 ca, 15 phút ở chợ rẫy có 4 ca. Thì bạn tính đi, trong đây mình không biết bao nhiêu bạn hiểu được cái từ bullet, mình không biết bao nhiêu bạn hiểu được từ bullet đó. Thì nó là sao, để mình nói cho các bạn nghe, nó là một cái dạng giống như là một giọt nhỏ nhỏ với bạn, nó nằm trong 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 trực tràng của mình đó bạn, đại tràng trực tràng của mình đó bạn. Nếu như mình phát hiện sớm, có nghĩa là khi mình ăn nhậu vô hay hoặc là gì đó, mình cứ nghĩ mình đau bụng mình đi ngoài, thì đó không phải, nó là do bolic đó bạn. Khi bạn biết bạn đi đi bác sĩ bạn nội soi thì nó chỉ tốn có 1 triệu bạc thôi. Còn bạn không biết, bạn cứ nghĩ là mình đau bụng hoặc là tiêu chảy hay là cái gì đó, bệnh gì đó, bạn uống thuốc nó sẽ không hết, nói bạn nhé. Mà khi mà đã không hết rồi nó sẽ lớn lên, và khi nó lớn lên thì bạn biết nó như thế nào rồi. Mình không hiểu, mình không biết cái từ đó, bao nhiêu người biết được cái từ đó. Bác sĩ thì mình cũng nói rồi, hoặc những người nào bị bệnh thì mình không nói, bị rồi mình cũng nói, nhưng những người nào chưa bị thì mình nói để cho anh em biết. Sau khi anh em ăn nhậu rồi mà về mà anh em mà bị đi hoài hoài là anh em nên đi khám, đi nội soi nha anh em, trên dưới 1 triệu thôi đó. Còn cái thứ hai mình cũng nói chuyện nó cũng mộc mạc thôi chứ không nói sâu xa gì nhiều. Cái thứ hai, cái bảo hiểm cũng vậy nữa, cái từ bảo hiểm cũng vậy nữa. Mình 50 tuổi rồi mình chưa bao giờ mình nghĩ tới phải bảo hiểm, mình nói thiệt với bạn vậy đó, chưa bao giờ mình phải nghĩ tới cái từ bảo hiểm. Nhưng mà bạn biết á, cái từ đầu tiên mà bước vô bệnh viện Chợ Rẫy, bạn bước vô là đã hỏi bạn cái gì không? Tôi hỏi bạn có bảo hiểm hay không, có bảo hiểm hay không, bạn biết nó quan trọng tới mức độ nào không? Mình nói cái mình tả cái dáng mộc mạc thôi, nó mộc mạc thôi, nó giống như một đứa con tinh thần của mình vậy.
mà cái đứa này nó không biết giận, biết hờn, không biết cái như mình làm gì nó không biết giận hờn. Hãy ba bệnh là nó cho bà 80%. Ba bệnh là cho bà cái chửi nói ba bệnh nó cho bà 80%. Mỗi năm có 500 ngàn thôi các bạn. Nghe chú các bạn, 500 ngàn thôi. Nhưng cái đòi bảo hiểm đó bà vô bệnh viện là nó hỏi từ trước tiên là có bảo hiểm hay không. Đó, nói anh em vậy đó. Vậy thôi nha, chút đỉnh vậy thôi nha anh em. Tiếp tục đi nha. Rồi. Tiếp theo của mình có gì? 59 A mà một cái cảo 400k. Đây, một cái cảo 400k. Nhìn đi anh em, cũ rồi nha. Không có lau chùi thôi, súp be nè. Đó. Này cảo số 4 nha anh em. Số 4 á. Rồi, một cái cảo giá 400k. Thật tình là cái bullet đó bạn, bạn mà biết sớm á, nó giống như một cái tiểu phẫu thì thôi. Còn 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 mà bạn mà để dài dài là nó sẽ chuyển qua ung thư. Rồi nó sẽ di căn nha bạn. Nghe bạn. Đó. Rồi. 59A 400k. 59B rồi có gì? Hai cái cạo ép. Một cái 10 phân, một cái 15 phân. Đây mọi người. Hai cạo ép. Anh em trong nghề nhìn là biết ha, có review ha. Nhìn anh em. Một cạo ép. Vô bệnh viện á, là từ đầu tiên hỏi mình nữa có bảo hiểm hay không. Còn bạn nào ví dụ về đến cái nữa. Nội khoa với ngoại khoa. Nội khoa với ngoại khoa. Anh em mà hiểu từ nội khoa với ngoại khoa như thế nào không? Chứ mình lúc đầu mình vô mình nghĩ chắc nội khoa chắc là trong ruột trong phèo đúng không? Ngoại khoa là ngoài da thì mình nghĩ vậy, nội khoa ngoại khoa. Nhưng mà không phải vậy bạn ơi. Có những cái mình tưởng chừng như mình biết thật sự nó không phải. Bạn mà vô mà nói nó ngoại khoa là bạn biết mổ xẻ rồi đó bạn. Nha. Còn nội khoa là nhẹ. Thông báo cho anh em, đấy như khi anh em không biết. Còn bệnh viện giày rẫy cũng vậy nữa. Như vậy vô giống như là một cái chợ luôn. Vô chỗ không thấy hả? Nhất là dưới quê anh em. Lớn tuổi mắc lem nhem. Giấy tờ tùm lum tùm la, mất giấy tờ là mệt lắm. Vô đó đó mình không biết đó. Thì nó sẽ có những cái bàn của nhân viên người ta chỉ. Chính mình đi mình còn muốn lạc. Thì nó huống hồ lớn tuổi hơn mình vô trong bệnh viện giờ đẩy. Nhất là giấy tờ phải phải chính xác. Giấy tờ nó vô đưa cho một nồi. Rồi mình nộp xong chỗ này rồi đi qua chỗ khác, đi tới chỗ kia. Thì thật sự tới đâu thì mình cũng 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 cần có người chỉ dẫn với bạn. Có cái bàn chỉ dẫn á. Mình tới đó mình hỏi người ta. Hỏi phải cho đúng. Cho được, đi cho chính xác, chứ đi tầm bậy là tới chiều luôn đó nha anh em. Không phải dễ đâu. Giấy tờ xét nghiệm đồ đó. Xong xuôi là phải lấy tờ bỏ vô lại. Để xét nghiệm đã thì ra, lấy xét nghiệm, phiếu xét nghiệm, còn giấy tờ không lấy là chút là làm lại từ đầu luôn á. Ô tô rồi vạt á. Mệt luôn á nha. Rồi. 59B mình 280k. Cặp cảo ép. Rồi. 59C của mình có gì? 59C của mình có là một cái kẹp ống trong góc hẹp nè mọi người. Của MCC do băng. Đây. Anh em nào biết thì mua cái này ha. Cái này cũng đâu có test thử gì được đâu ha. Đúng không? Đây, ốc ác trong còn xanh lè nè. Đó. Rồi ha. 59C của mình là 240 ngàn của MCC nha mọi người. Rồi. Và cuối cùng. Và cuối cùng mình có hai cái cào. Hai cái cào. Một cái 180 nhỏ. Và cái lớn 200 230. Cái lớn hai cào nhỏ và một cái lớn là 250 mọi người. 250, cái 180, cái 250. Rồi. Có cái này dài nhiêu? Cái này dài là 28 phân nè. 28 phân, bề ngang nó nhiêu? 12 phân. Đó. Bự nha mọi người, coi cân nặng nhiêu nha. Này là cân nặng ký nha anh em. Cân nặng ký á. Còn cái thứ hai.
Còn cái thứ hai là 60B 180k nha mọi người. Ba cào mini. Bề dày nó nhiêu? Bề dày nó 18 phân. Bề ngang nó 13 rưỡi. Rồi. Hai cái này hai sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay nha mọi người. Đó. Anh em nhớ cái vụ em nói nha anh em, bullet nha anh em. Cái đó là nguy hiểm lắm á. Nó thì biết sớm thì chỉ bằng chữa trị chỉ bằng 3 thùng bia thôi. Còn để mà lâu ngày là mệt nha anh em. Rồi. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.